Vâng, hôm nay tôi chiến sẽ gửi đến quý vị một căn nhà tiếp theo. Căn nhà mẫu 1 trệt và 2 lầu, không gian thiết kế hiện đại mới nhất của năm 2023. Căn nhà rất là đẹp nha quý vị. Căn nhà hôm nay thì với diện tích là 72m², với chiều ngang 4m và corner hậu gần 5m quý anh chị ha. Diện tích 72m², căn nhà hôm nay nằm hướng Tây Nam, nằm trên con đường Kiệt 3m đường Âu Cơ, quận phường Hòa Khánh, quận Liên Chiểu quý anh chị ha. Căn nhà nằm cách đường chính đường Âu Cơ chỉ 50m thôi. Và đây là Kiệt 3m, Kiệt này thì xe ô tô có thể đi qua được nhưng mà không dừng được quý anh chị ha. Căn nhà này mới hoàn thiện xong và có giá bán là hơn 3 tỷ nha quý anh chị. Căn nhà với diện tích là 72m² nha, với thiết kế không gian rất là mới. Cái chiến là đứng tại khu vực không gian tầng trệt của ngôi nhà. Tầng trệt chúng ta có khu vực để xe máy và phòng khách, phòng bếp và toilet. Tầng 2 chúng ta có 2 phòng ngủ chính. Tầng 3 chúng ta có 1 phòng ngủ và 1 phòng thờ, 1 sân phơi. Căn nhà này thì thiết kế theo phong cách mới nha quý anh chị. Nội thất thì cũng đã có đầy đủ rồi. Chúng ta chỉ vào ở ngay thôi quý anh chị ha. Đây là khu vực không gian, toàn bộ không gian phòng khách và phòng bếp. Có sẵn hết tất cả các thiết bị điện, tivi, máy lạnh, điều hòa. Căn nhà này full nội thất rồi quý anh chị ha. Chúng ta có bộ ghế salon cao cấp và không gian bếp chúng ta có sẵn tủ bếp và bộ bàn ăn 6 ghế. Không gian tầng trệt này chúng ta có giếng trời phía sau nhà này để làm lấy ánh sáng cũng như là trồng khu vườn rất là đẹp. Vâng, nhìn không gian tất cả gam màu căn nhà là chúng ta rất là hài hòa nha quý chị ha. Căn nhà hôm nay thì có một điểm nhược điểm duy nhất đó chính là không gian giếng trời không được thông xuống tầng 1 như quý anh chị. Chỉ có giếng trời phía sau này thôi. Chủ yếu giếng trời phía sau này để lấy không gian ánh sáng cho các phòng ngủ phía trên. Không gian phòng khách thì giếng trời hơi bị tối chút. Phía sau này chúng ta sẽ có khu vực không gian vệ sinh và rửa mặt. Khu vực rửa mặt và vệ sinh được tách biệt với nhau. Tất cả nội thất trong nhà được làm nội thất xịn sò hết quý anh chị ha. Nói chung căn nhà hôm nay thì với giá bán là hơn 3 tỷ đồng. Cũng khá là phù hợp với giá bán hiện tại. Thì với diện tích đất là 72m², với không gian thiết kế cũng như là căn nhà một trệt hai lầu rất là đẹp, full nội thất như thế này thì giá bán hơn rất là hợp lý vào thời điểm này. Giá bán thì chúng ta vẫn còn thương lượng nha quý anh chị. Căn nhà hôm nay với giá bán là 3 tỷ 700 triệu, vẫn còn thương lượng cho quý anh chị thiện chí nha. Quý anh chị nào muốn mua căn nhà hôm nay thì chúng ta có thể liên hệ với Tư Chiến nha. Chúng tôi sẽ dẫn quý anh chị xem tiếp căn nhà này và đàm phán giá với chính chủ. Căn nhà hôm nay nằm ngay trung tâm của khu vực phường Hòa Khánh, quận Liên Chiểu. Trên này thì chúng ta có khu vực giếng trời nằm ngay giữa nhà của anh chị ha. Khu vực lấy ánh sáng rất là tốt. Hai bên chúng ta có 2 phòng ngủ chính và 2 toilet bên trong. Mỗi phòng ngủ của chúng ta cũng có full nội thất luôn anh chị. Giường tủ chăn ga gối đệm bằng trang điểm. Toilet thì chúng ta có khu vực vệ sinh cũng như là rửa mặt và bồn tắm đứng riêng. Toilet rất là hiện đại nha quý anh chị, thiết kế theo mẫu phong cách phòng toilet của châu Âu. Mỗi phòng ngủ thì có ánh sáng từ giếng trời phía bên cuối, rất là thoáng mát luôn quý anh chị. Nhà hôm nay thì đầy đủ ánh sáng rồi. Tầng 2, tầng 3 thì cũng đã có ánh sáng ở giữa nhà.
Đây, ban ngày chúng ta không cần phải bật đèn nữa quý anh chị ha. Ở nhà hôm nay thì nội thất các phòng ngủ thì như nhau rồi. Và vị trí căn nhà hôm nay thì cách trung tâm thành phố Đà Nẵng như là quận Hải Châu thì chúng ta đi mất khoảng 20 phút quý anh chị. Cách khoảng 7 km. Nếu mà chúng ta đi muốn đi biển Mỹ Khê thì chúng ta đi mất khoảng 25 phút. Còn nếu chúng ta muốn đi biển Nguyễn Tất Thành thì rất là gần luôn, tầm khoảng 3 km thôi. Vâng, với giá bán là 3 tỷ 700 triệu, vẫn còn thương lượng nha quý anh chị nha. Đây, mỗi căn phòng chúng ta đều có một toilet bên trong rồi. Vâng, với giá bán là 3 tỷ 700 triệu, vẫn còn thương lượng cho quý anh chị tiền ký nha. Quý anh chị chúng ta chỉ cần có tầm 2 tỷ chúng ta có thể mua căn nhà hôm nay, với hỗ trợ lên đến cho vay lên đến 70% giá trị căn nhà. Căn nhà hôm nay chúng ta có thể vay lên đến là 2 tỷ rưỡi, với lãi suất Bảy Tư Chiến đang có ưu lãi suất ưu đãi là 8,4% một năm, không mua bảo hiểm như quý anh chị. Đây là một mức lãi suất rất là tốt thời điểm hiện nay. Tiếp tục và chúng ta lên với tầng 3. Tầng 3 đây này chúng ta có phòng, một phòng ngủ và một phòng thờ sân phơi. Ở nhà này thì chúng ta có cửa sổ này quý anh chị, có cửa sổ, có giếng trời lấy gió và lấy ánh sáng rất là tốt cho ngôi nhà. Vâng, với giá bán là 3 tỷ 7, vẫn còn thương lượng cho quý anh chị nha. Với căn nhà với xu hướng hiện đại như thế này thì chúng ta có thể ở gia đình chúng ta tầm 3 thế hệ, chúng ta có thể ở trong đây. 3 phòng ngủ, 4 toilet, 1 khách, 1 bếp, 1 phòng thờ, 1 sân phơi và 1 sân để xe. Không gian giếng trời được lắp đặt ngay chỗ chúng ta có thể giặt phơi ở đây. Ở phòng ngủ tầng 3 chúng ta vẫn chưa có nội thất như quý anh chị, chỉ có toilet bên trong, chưa có giường và tủ. Toilet thì giống với phòng phía dưới thôi quý anh chị. Nói chung ta lấy toilet thì căn nhà này thì rất là đẹp. Vâng, nếu quý anh chị đang xem video hôm nay thì có thể để lại một like, share, đăng ký kênh để ủng hộ Tư Chiến nha. Và quý anh chị nào đang có nhu cầu muốn xây dựng nhà ở tại thành phố Đà Nẵng thì có thể liên hệ với Tư Chiến nha. Chúng tôi đơn vị chuyên thiết kế và thi công trọn gói mọi căn nhà từ A đến Z cho quý anh chị. Và chúng tôi đang có rất là nhiều ưu đãi cho quý anh chị nào đã từng mua đất và nhà tại thành phố Đà Nẵng cho quý anh chị ha, thông qua công ty Tư Chiến nha. Chúng tôi đang có rất là nhiều ưu đãi cho quý anh chị khách hàng. Tiếp tục không gian cuối cùng là khu vực sân thượng, sân vui chơi. Ở đây tầng 3 là quý anh chị ha. Khu vực này chúng ta có thể làm bằng nướng tiệc cuối tuần của gia đình. Có chỗ chúng ta ngồi uống cà phê, nhâm nhi, uống trà vân vân. Khu vực này trồng cây xanh rất là đẹp. Xung quanh thì đã 100% dành nhà rồi quý anh chị ha. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị những video lần sau nha.